về đến cái vùng 50 54k, 53k và hiện giờ thì đã quay lại cái mức 55k thì liệu đây nó phải đáy chưa? Thì thị trường nó đã có thông tin là MT gốc đã bắt đầu trả Bitcoin. Thì hiện tại thì cái xu hướng của Bitcoin ấy, ở trên cái khung thời gian ngày khu xu hướng của Bitcoin ở trên thời gian ngày thì các bạn nhìn là RSI nó đang ở vùng 2 năm. Đấy, nó đã về cái mức thấp nhất là 53.5. Và cái xu hướng thì nó vẫn đang cho thấy là một cái xu hướng giảm. Uh, dạ. Nhưng mà uh, mình nghĩ rằng là cái khu vực uh, 53 và 54K ấy, là đáy rồi các bạn. Là đáy rồi và nó sẽ uh, hồi từ... Hồi từ đây. Đấy, nó sẽ hồi từ đây này. Đấy. Trên khung thời gian 4 giờ thì nó vẫn, vẫn là đang là xu hướng giảm. Dạ. Nếu anh chị em nào ấy mà có thể đợi được ý, thì có thể đợi thêm để cái nó phá hẳn cái xu hướng tức là nó nó có cái có cái xu hướng tăng đấy còn hiện tại thì à, tất nhiên nó đang hồi nhưng mà đấy tất nhiên là đang hồi nhưng mà cái xu hướng chính bây giờ nó vẫn là xu hướng giảm cái lực mua cũng khá là nhiều nhưng mà các cái xu hướng nó chưa chưa thoát được cái xu hướng giảm thì chúng ta có thể là à, nếu mà các bạn cẩn thận ý thì đợi có xu hướng tăng hẳn rồi đã mua đấy còn còn tiền thì mua mua vùng này thì tuyệt vời rồi nhưng mà nhớ rằng là chỉ mua bitcoin và eth thôi à, chưa nên bắt đáy ôn coi vì ôn coi thì các bạn có thể là mua sau cho nó an toàn